Sáng ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với thị trưởng thành phố Melbourne, Australia nhân chuyến thăm và làm việc tại Australia. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cùng các thành viên trong đoàn bắt đầu buổi làm việc với bà Sally Cap, thị trưởng thành phố Melbourne, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai thành phố về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quy hoạch, phát triển đô thị bền vững và mang lại các tiện ích cho người dân. Tiềm năng hợp tác giữa hai thành phố còn rất lớn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển mạnh mẽ thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực, nhất là về phát triển đô thị, thu hút đầu tư, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là các lĩnh vực thế mạnh của thành phố Melbourne. Chuyến thăm và làm việc tại Australia lần này của đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh với bang Victoria và thành phố Melbourne. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chánh Văn phòng Huyện ủy Trạm Tấu, Yên Bái thông tin, trong quá trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, vào ngày 8 tháng 10, một người đàn ông không may bị đột quỵ và tử vong. Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 10, người đàn ông sinh năm 1962, trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, cùng đoàn khoảng 10 người leo lên đỉnh Tà Chì Nhù, cao 2.979m. Khi đến độ cao 2.500m, trong lúc dừng lại chụp ảnh, ông này bị đột quỵ. Ngay khi vụ việc xảy ra, người dẫn đường cùng đoàn leo núi đã đưa vào láng sơ cứu. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo, công an huyện thành lập tổ công tác, gồm lực lượng công an, quân sự và chính quyền xã Xà Hồ, hỗ trợ đoàn leo núi đưa nạn nhân về trung tâm y tế huyện, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo gia đình nạn nhân, người đàn ông có tiền sử bệnh huyết áp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Dự báo 7 giờ ngày 10 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km một giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Đến 19 giờ cùng ngày, bão suy yếu thành một vùng áp thấp. Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm ngày 9 tháng 10, Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào cho biết, đến 21 giờ ngày 8 tháng 10, tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai, đoạn qua huyện Văn Yên, Yên Bái, đã chính thức thông tuyến. Tuy nhiên, do mới thông tuyến tạm thời, tàu chỉ chạy tốc độ dưới 5 km một giờ. Công ty đang tiếp tục huy động nhân lực thực hiện các hạng mục gia cố nền đường, đảm bảo tàu chạy an toàn với tốc độ cho phép. Trước đó, rạng sáng ngày 7 tháng 10, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã khiến tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai, đoạn đường giữa ga Ngòi Hớp và Mậu A thuộc huyện Trấn Yên và Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị sạt lở. Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đã huy động hơn 120 cán bộ công nhân cùng thiết bị máy móc khẩn trương sửa chữa. Trận mưa lớn đêm ngày 6 tháng 10 đến rạng sáng ngày 7 tháng 10 xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 3 người thiệt mạng, 394 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Nhiều tài sản của người dân như ô tô, xe máy bị hư hỏng do ngập nước. Một số công trình đường bộ, thủy lợi và hệ thống đường điện cũng bị sạt lở ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10,2 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Hoàng Đình Nam, 35 tuổi, ở huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk và Hoàng Văn Vũ, 24 tuổi, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi chế tạo, mua bán, tàn trữ súng quân dụng. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đầu năm 2023, do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định chế tạo các loại súng quân dụng, sau đó rao bán trên các trang mạng xã hội. Nam còn khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay, Nam đã chế tạo và mua bán được 13 khẩu súng các loại, trong đó có 9 khẩu súng quân dụng, gồm 2 súng AK, 1 K54,
6 khẩu súng dạng rulo ổ quay và gần 820 viên đạn các loại. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử một tổ công tác ra thành phố Hải Phòng và bắt giữ đối tượng Vũ. Bước đầu, Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lên mạng xã hội tìm mua 2 khẩu súng của Nam để về bán lại kiếm lời. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 9 khẩu súng, hơn 820 viên đạn các loại, 50 triệu đồng. Riêng tại nhà Nam còn thu giữ nhiều dụng cụ cơ khí, máy tiện dùng để chế tạo súng. Ngày 8 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra xác minh, mời người mẫu nổi tiếng trong clip chạy xe mô tô thả hai tay khi tham gia lưu thông trên đường. Theo nội dung đoạn clip, trong lúc điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường, người phụ nữ đứng lên yên xe và thả hai tay, thậm chí còn để hai chân sang một bên, quỳ gối trên yên xe và lái xe bằng một tay. Qua tìm hiểu của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, người phụ nữ là NT, là người mẫu, diễn viên. Trên trang cá nhân của người này cũng đăng nhiều đoạn clip biểu diễn xe mô tô phân khối lớn bằng cách thả hai tay tại khu vực tuyến đường ở phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Lãnh đạo phường Thủ Thiêm cho biết đã nắm thông tin sự việc và chỉ đạo các lực lượng của phường phối hợp cùng công an thành phố Thủ Đức xác minh danh tính và mời người phụ nữ trên lên làm việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đoạn đường trong đoạn clip nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm do chủ đầu tư là công ty Đại Quang Minh quản lý và chưa bàn giao cho nhà nước quản lý. Ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo, ông đã lệnh di chuyển nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực phía đông Địa Trung Hải, tiến gần Israel hơn. Lực lượng này bao gồm tàu sân bay, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Bộ trưởng Austin cũng cho biết Mỹ đã thực hiện các bước để tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10 của không quân Mỹ trong khu vực. Ông xác nhận Mỹ cũng sẽ cung cấp đạn dược cho Israel. Thông báo từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã thông báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cam kết ngoại giao sâu rộng mà Mỹ thực hiện trong 24 giờ qua để hỗ trợ Israel. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington có thể công bố viện trợ bổ sung cho Israel ngay trong ngày 8 tháng 10. Phong trào vũ trang Hamas đã ra tuyên bố chỉ trích kế hoạch của Mỹ gia tăng viện trợ quân sự dành cho Israel là chống lại người Palestine. Theo số liệu thống kê sơ bộ, hơn 700 người Israel và hơn 400 người Palestine thiệt mạng sau 2 ngày giao tranh khốc liệt nhất giữa quân đội Israel và lực lượng vũ trang Hamas.